Những tin tức thời sự nổi bật sẽ có trong bản tin thời sự hôm nay 24 tháng 10 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Sau đây là nội dung chi tiết. Thông tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua Quảng Nam sau sự cố sạt lở. Mưa lũ kéo dài những ngày qua ở Quảng Nam khiến tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa phận tỉnh bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Chính quyền tỉnh Quảng Nam đã trực tiếp kiểm tra công tác cứu hộ và cứu nạn, xử lý hiện trường sạt lở để thông tuyến, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Với những nỗ lực của các đơn vị thi công, đến 15 giờ ngày 24 tháng 10, các đơn vị trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được lực lượng chức năng hướng dẫn phân luồng và thông tuyến đảm bảo lưu thông an toàn. Tại hiện trường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cùng với các cơ quan liên quan của tỉnh đã yêu cầu đơn vị khai thác đường cao tốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng khối lượng đất đá trên mặt đường để đảm bảo thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Trong khi xử lý hiện trường sạt lở, đơn vị phải có phương án phân luồng để các phương tiện lưu thông an toàn. Hiện nay, tuyến quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Quảng Nam có nhiều điểm nước lũ tràn qua mặt đường, không đảm bảo cho các phương tiện lưu thông. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Nam đã hướng dẫn các phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc này. Theo đại diện Cục Quản lý Đường bộ 3 thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, mưa to liên tục khiến ta luy dương bên trái tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi qua địa phận huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tại km 76 800 sạt lở nặng lúc 22 giờ ngày 23 tháng 10. Cả trăm mét khối đất đá sụt xuống, vùi lấp mặt đường gây ách tắc giao thông trên tuyến. Vụ sạt lở đã vùi hai xe đầu kéo đang lưu thông, bùn đất vùi lấp đến nửa bánh xe, đẩy trôi xe về phía giải phân cách và gây hư hỏng giải phân cách giữa. Ngay sau đó, các lực lượng, đơn vị điều hành, bảo trì tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo và hướng dẫn giao thông. Các phương tiện, thiết bị, nhân lực được huy động di chuyển, hót dọn bùn đất, đảm bảo thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Cục Quản lý Đường bộ 3 cũng điều động xe cẩu, xe múc, xe ô tô đến vận chuyển bùn non, khắc phục vụ sạt lở. Về khối lượng đất đá sạt lở khoảng 1.000 mét khối, tuy nhiên do nước với đất tạo thành bùn nên việc khắc phục gặp khó khăn. Thời tiết hiện tại không ủng hộ việc sửa chữa nên dự kiến khoảng 2 ngày mới hoàn thành thông xe 2 chiều. Sáng hôm nay, Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến về các báo cáo công tác phòng chống tội phạm của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dự phiên họp. Sau khi nghe báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2021, từ điểm cầu trực tuyến tỉnh Đồng Tháp, đại biểu Phạm Văn Hòa đưa ra nhiều ý kiến đóng góp về những nội dung liên quan đang được cử tri đặc biệt quan tâm. Hoạt động đấu thầu, chỉ định, đấu giá còn nhiều bất cập, gây thất thoát lớn ngân sách nhà nước. Hoạt động từ thiện của nhóm nghệ sĩ, dư luận rất quan tâm, cần phải làm rõ để công khai minh bạch. Án quan sai vẫn còn tiếp diễn trong hoạt động tư pháp. Phạm nhân trốn, tội phạm mới cao hơn năm trước. Vẫn còn tội phạm tự tử trong trại giam, chết do ẩu đả nhau, chết do lao động, vi phạm trong trại tạm giữ, tạm giam đối với quản giáo phạm nhân vẫn chưa giảm. Cũng theo đại biểu Hòa, mặc dù công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua được Đảng, Nhà nước đang rất quan tâm, người dân ủng hộ, xử lý sai phạm không vùng cấm, tham nhũng, lãng phí từng bước được kiềm chế. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng tiêu cực gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong khu vực hành chính, dịch vụ công, những nơi nhạy cảm, dễ xuất hiện tham nhũng lại chưa được ngăn chặn hiệu quả. Đặc biệt là trong lực lượng vũ trang, ngành y, các cơ quan bảo vệ pháp luật mà người dân nghĩ rằng nơi đây là an toàn, liêm khiết, trong sạch nhất, nhưng lại có một bộ phận không nhỏ tham nhũng rất nghiêm trọng đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, gây bức xúc trong nhân dân, giảm lòng tin với những người mà mình tin tưởng nhất. Lợi ích nhóm sân sau vẫn còn tồn tại trong hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, mua tài sản công, vân vân. Cũng trong sáng nay, các đại biểu cũng dành nhiều thời gian thảo luận về dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Theo đó, nhiều đại biểu đồng tình với việc cần thiết phải áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tư pháp. Dự báo tội phạm và các tranh chấp dân sự có xu hướng gia tăng về tính chất ngày càng phức tạp, việc nhiều, người ít. Nếu không có những giải pháp phù hợp kịp thời sẽ ảnh hưởng đến thời hạn tố tụng, ảnh hưởng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Việc tạm dừng các phiên tòa đã dẫn đến những hậu quả là không bảo vệ kịp thời, có hiệu quả quyền con người, quyền công dân, nhất là quyền của bị can, bị cáo, đương sự và người liên quan. Không bảo vệ kịp thời, có hiệu quả chế độ xã hội chủ nghĩa, lợi ích của nhà nước, quyền
và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cũng có ý kiến đại biểu cho rằng việc Quốc hội ra nghị quyết về xét tổ chức phiên tòa trực tuyến chỉ là giải pháp tạm thời trong bối cảnh đặc biệt, nhưng nếu áp dụng vào thực tế còn gặp nhiều khó khăn khi phải sửa các văn bản luật liên quan. Đây còn là vấn đề liên quan đến pháp luật, quyền công dân, do đó cần làm rõ khái niệm phiên tòa trực tuyến, cơ sở pháp lý thực hiện, kinh nghiệm quốc tế và nên được Quốc hội triển khai thận trọng, chặt chẽ. Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu tập đoàn để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và từng đơn vị thành viên. Trong đó tập trung vào tái cơ cấu công nghệ sản xuất, quản trị doanh nghiệp và nguồn nhân lực gắn với công tác đào tạo, chú trọng đầu tư mở rộng sản xuất, tập trung vốn đầu tư cho các dự án mỏ hầm lò mới, cải tạo nâng cấp các mỏ hiện có để tăng sản lượng than, đảm bảo nhu cầu than cho nền kinh tế. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam là một trong số rất ít các tập đoàn tổng công ty nhà nước có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ, khoảng từ 5 đến 8%. Trên 90.000 cán bộ nhân viên đã được tiêm vaccine, trong đó trên 85.000 người đã tiêm đủ 2 mũi, đảm bảo các tiêu chí an toàn để sản xuất. Hướng tới Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương vừa phối hợp với Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC xây dựng bộ tài liệu với chủ đề Xây dựng hệ giá trị văn học nghệ thuật Việt Nam theo nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Các bài giảng của báo cáo viên được ghi hình và in kèm theo văn bản gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương và đến từng học viên. Báo cáo viên là những chuyên gia hàng đầu có kinh nghiệm về chuyên môn, đã và đang trực tiếp tham gia công tác lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật. Với cách tiếp cận và góc nhìn đa dạng, các báo cáo viên đã tập trung phân tích, lý giải nhiều vấn đề, khẳng định nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới là đòi hỏi khách quan và khoa học, xác định yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ để đi đến thống nhất các giá trị cơ bản của văn học, nghệ thuật hiện nay. Hiện nay, để xây dựng nền văn hóa văn nghệ Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là tập trung hoàn thiện và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với phát huy ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Bộ tài liệu này cung cấp luận cứ khoa học, trí thức, thông tin giúp học viên tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển văn hóa, văn nghệ, nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, nâng cao nhận thức, thống nhất nội dung nhiệm vụ, giải pháp xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam, dân tộc và hiện đại. Nội dung tập huấn còn cung cấp các kỹ năng, thao tác xử lý các vấn đề nảy sinh cho đời sống văn học, nghệ thuật ở các đơn vị hay địa phương. 9 giờ sáng nay, lễ truy điệu Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được cử hành tại Tổ đình Viên Minh, Chùa Ráng, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Phóng viên Hương Thảo thông tin từ sự kiện. Sáng nay, hàng trăm tăng ni Phật tử đã đến từ rất sớm để tiễn biệt Sáp Linh, Đức Trưởng, Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ lần cuối trước khi nhập tháp. Lễ truy điệu tưởng niệm và cung nghinh kim quan được cử hành trong không khí tôn nghiêm, trang trọng với sự tham gia của đại diện các ban đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủy viên, ủy ban pháp luật của Quốc hội, cùng đại diện các bộ ban ngành, trưởng các giáo hội Phật giáo, đại diện các đoàn phái Phật giáo, cùng hàng trăm tăng ni, Phật tử. Trong cuộc đời hành đạo tại Tổ đình Viên Minh cũng như trong quá trình tham gia các hoạt động Phật sự của giáo hội và xã hội, Đại lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ đã có nhiều đóng góp cho đạo Pháp và dân tộc được giáo hội và nhà nước trân trọng ghi nhận, trao tặng như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cùng nhiều bằng khen, danh hiệu cao quý khác. Để tưởng nhớ tới công lao to lớn của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với đạo Pháp và dân tộc, lễ tang của cố Hòa Thượng được tổ chức theo nghi thức cao nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, được phát sóng trực tiếp trên truyền hình và trên mạng xã hội. Cùng thời gian diễn ra lễ truy điệu, Giáo hội Phật giáo các cấp tới các chùa, cơ sở tu viện cả nước cũng tổ chức lễ tưởng niệm, bày tỏ lòng tiếc thương sâu sắc với vị Đức Pháp Chủ này. Sáng nay, vùng áp thấp trên khu vực miền Nam Philippines đang đi vào Biển Đông. Vào lúc 9 giờ sáng nay, vị trí trung tâm vùng áp thấp cách đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa khoảng 330 km về phía đông nam. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trong khi đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao,
nên từ nay tới ngày mai ở khu vực Quảng Trị đến Đà Nẵng và Bắc Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực từ Quảng Nam đến Phú Yên có mưa rất to. Đặc biệt các địa phương Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, lượng mưa từ 100 đến 200mm, có nơi trên 250mm. Ba ngư dân ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị lũ cuốn mất tích trên biển vào khoảng 4 giờ 20 phút sáng hôm nay. Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Sơn, danh tính những người này bao gồm Nguyễn Thái sinh năm 1996, Nguyễn Tấn Nô sinh năm 2007 và Bùi Đức Sự sinh năm 2007, thường trú tại thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh. Khi ba ngư dân này đang chèo thúng ra khu vực biển ở xã Bình Thạnh để kiểm tra tàu cá của gia đình đang neo đậu thì bất ngờ bị nước cuốn trôi ra biển. Hiện đồn biên phòng Bình Thạnh đang phối hợp với chính quyền địa phương và bà con ngư dân nỗ lực tổ chức tìm kiếm, nhưng đến trưa nay vẫn chưa tìm thấy tung tích các nạn nhân. Thưa quý vị, tình trạng nuôi tôm ở dọc các tuyến sông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra từ nhiều năm trở lại đây, ảnh hưởng đến việc tiêu thoát lũ, vi phạm hành lang đê điều. Đang nói tại nhiều nơi, chính quyền địa phương còn ký hợp đồng cho người dân thuê đất trái thẩm quyền, tiếp tay cho sai phạm nên rất khó xử lý dứt điểm. Hồ tôm gần 1 hecta của gia đình ông Trần Văn Đạo nằm ngay phía ngoài chân đê Hữu Phủ. Dù vi phạm hành lang bảo vệ đê điều, nhưng năm 2017, Ủy ban Nhân dân xã Tượng Sơn lại ký hợp đồng cho ông Đạo thuê đất có thời hạn 5 năm để nuôi trồng thủy sản. Hợp đồng là phải đặt tiền chứ có chứ đó. Hợp đồng phải đặt tiền cho xã, trong việc cái nguyên thu của xã thì có, họ có nạp cho xã đầy đủ là không, chứ bạc thì không biết, chứ mà riêng cái bạc thì đầy đủ nữa. 10 năm thì nộp thuế cho địa phương coi như là 2 triệu đồng, 2 triệu đến 2 triệu rưỡi đồng, là bởi vì theo cái diện tích, nhưng mà tôi mới mua được năm. Có năm nào phải nộp chứ. Phải nộp thế cho họ, cho xã, cho huyện mới được làm chứ. Năm 2019, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Hà đã có nhiều văn bản yêu cầu xã thanh lý 98 hợp đồng cho thuê đất trái thẩm quyền để người dân nuôi trồng thủy sản. Thế nhưng chính quyền xã đã không chấp hành chỉ đạo này. Quả tinh thú thì nó được phải chi đâu. Bởi vì gần như là họ nuôi cái tác động với môi trường, như vậy là một số hồ thì hồ nào mà làm được thì họ lên gọi là đóng thuế tự nguyện cho xã để phát triển địa phương. Và số tiền thu được đó thì chuyển vào kho bạc, thực hiện theo quy định đó là phí thu, là tiền sử dụng đất, gọi là thuế đất, nuôi trồng thủy sản. Xã Tượng Sơn có hơn 40 hecta nuôi trồng thủy sản ngoài đê Hữu Phủ, thì khoảng 10 hecta nằm ngay đoạn sông hẹp, bờ hồ tôm được đắp cào, chiếm khoảng 1/3 diện tích lòng sông, gây ách tắc dòng chảy, ảnh hưởng công tác tiêu thoát lũ và an toàn đê điều. Đây là những vi phạm theo luật là phải được xử lý nghiêm và phải được trả lại cái hành lang thoát lũ cho dòng sông theo đúng quy công trình đã được thanh toán. Tuy nhiên là cái vướng mắc hiện nay mà cho các địa phương đó là một số hộ dân tự phát xây dựng, sau đó thì được chính quyền địa phương có thể là bằng cách này cách khác thì cũng không xử lý triệt để, rồi có thể là cũng hợp lý hóa cho người dân họ làm, thì đấy là những cái khó khăn lớn nhất mà khi chúng ta giải tỏa cái cả cái công trình này. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh năm 2019, tổng số vụ vi phạm pháp luật về đê điều là 759 vụ, về thủy lợi là hơn 1.100 vụ, tăng thêm so với 2 năm trước. Những ngày qua, nhiều phường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu triển khai tiêm chủng mở rộng trở lại cho trẻ sau nhiều tháng phải tạm ngưng vì dịch Covid-19. Việc gấp rút thực hiện tiêm chủng trở lại trong giai đoạn này không chỉ tạo miễn dịch cộng đồng mà còn giúp trẻ không đánh mất cơ hội phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác. Đã 2 tháng kể từ khi lịch tiêm nhắc lại, con gái chị Cao Thị Mỹ Anh phải hoãn lịch tiêm vì dịch Covid-19. Không chỉ có trường hợp của mẹ con chị Mỹ Anh, mà hàng trăm em nhỏ tại phường 15 quận Phú Nhuận đều bị trễ mũi tiêm, thậm chí có trẻ chưa được tiêm mũi nào, trừ 2 mũi lao và viêm gan B được tiêm khi vừa mới chào đời. 2 tháng là bé không có chích lại mũi tiếp theo. Và hôm nay thì mình đưa bé tới đây để chích cái mũi bại liệt á. Thì thật sự là mình cũng rất là lo lắng, mình cũng có điện thoại lên trung tâm á để hỏi là vấn đề là mình ngưng như vậy thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe của bé không á, thì nhân viên tư vấn nói là vẫn không có bị sao hết,
mình cứ ở nhà và chờ tới lịch tiêm thì mình đi tiêm lại sau cái dịch thôi. Tỷ lệ tiêm chủng của bên quận Phú Nhuận thì thiếu chủ yếu là tiêm chủng đầy đủ cho các trẻ sinh năm 2020 và tỷ lệ sởi 2 và DVT4 là gồm bạch hầu, uốn ván, ho gà cho các trẻ sinh năm 2019. Dự kiến thì là mỗi phường phải từ 30 đến 40 trẻ trong tháng này sẽ cần tiêm chủng để tiêm chủng. Thì em dự kiến toàn quận là khoảng 300 trẻ. Không chỉ có quận Phú Nhuận mà nhiều quận trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ tiêm chủng thấp kỷ lục vì dịch COVID-19. Sự gián đoạn này là điều chưa có tiền lệ. Chính vì vậy, việc tiêm chủng mở rộng đang được thành phố gấp rút triển khai. Y tế địa phương lưu ý để mà triển khai sớm cái hoạt động tiêm chủng mở rộng cho trẻ. Khi mà đưa trẻ đi tiêm chủng thì vẫn là thực hiện nghiêm ngặt cái 5K, thì tất cả các hoạt động chúng ta thời gian đây đều là 5K hết. Thì cái việc mà đưa trẻ đi tiêm chủng cũng không phải là ngoại lệ. Và cái thứ hai là tích cực phối hợp, tích cực nắm bắt thông tin từ địa phương để mà biết mà khi mà trẻ được mời đi tiêm chủng, có lịch tiêm chủng thì nhanh chóng đưa trẻ đi tiêm chủng. Phụ huynh là nên rà soát lại các cái sổ tiêm chủng cũng như lịch tiêm chủng của trẻ để xem trẻ có những cái tiêm mũi nào chưa được tiêm đầy đủ, chưa đúng lịch. Và hiện nay thì chúng ta mặc dù trở lại gần như bình thường mới, tuy nhiên chúng ta vẫn phải đảm bảo phòng chống Covid. Khi đưa trẻ đến tiêm thì chúng ta vẫn phải đảm bảo các phụ huynh và đảm bảo các 5K, đặc biệt là khẩu trang, mang khẩu trang cho phụ huynh và cho cả trẻ. Trẻ em có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm cao hơn người lớn, nguy cơ diễn tiến nặng cũng nặng nề hơn. Việc phòng bệnh chủ động luôn tốt hơn nhiều so với việc chữa bệnh. Chính vì vậy, chủng ngừa là quyền lợi mà mỗi đứa trẻ nên được hưởng và người dân không nên lo lắng vì dịch COVID-19 mà bỏ lỡ lịch tiêm của con trẻ.